fashion chưa? Phải thảo đúng sai chỗ này là có mấy cô vào không chạy không? Là chữ F Vinh Hoa không Vinh Hoa thì đại loại như thế, như trong cốt vẫn còn chữ F Vinh Hoa, bây giờ không Vinh Hoa nó vẫn nhận được mà chồng vào nhau đấy, nhận được thường Vinh Hoa vẫn chạy được lòng điền rồi cứng nè, ý kiến tí mà lớp mà lại sao chỉ có khoảng tầm 200 người bỏ được. Thì thầy dễ tính đi, chúng nó biết tính thầy rồi thì về tìm xe hết xem. Nào thế quét tới dọn. Này là máy vệ sinh nhỉ. Tháo tung ra gì? Mang vào nhà vệ sinh dội nó gáo nước. Comfort, Lifebuoy. Mấy cái này là ghi âm không? Không. Mấy cái này nó đang ghi âm không? Ghi âm gì? Cái này nó đang ghi âm á? Tao tưởng âm lượng này nó min rồi không nghe được. Tí nữa kết thúc cái file này tao bật lên cho mày nghe. Giữa lòng hát bài. Chỗ hướng dẫn này mày phải làm bài bài phụ họa cũng được đấy. Quá. Ồ thế nghe nhạc thì nó cũng ghi âm luôn rồi ạ? Đương nhiên rồi. Đến thứ năm này có bài mẫu bình sai trên máy. Tuấn. Thứ năm này mày đã làm xong đồ án mẫu chưa? Chưa. Tiến chó nó lại bỏ không? Tỉnh phê đây, không phải dạng lừa đâu. Bảo mai bảo thầy kiểu danh chỉ phân mẹ đi. Mấy điên là tối nay nó up clip này, nó nghe được đoạn này là nó biết nhẹ rồi. Chắc kéo gì ở đây kể đây. Nó học cái này rồi nó nghe làm à, gì? À rồi, đúng rồi, nó không học cái này đâu. À, rồi, nó không thấy cái chiếc lẹ Tuấn rồi. Hôm trước như Tuấn, à, Tuấn có làm cho nó bài nào không nhỉ? Loại dùng ông gửi cái gì cho nó đúng không? Tôi thấy nó xin rồi. Nó bảo được A. Không, nó 10 chấm cơ mà. Đi mỗi con là phải đơn giản phải dễ mà, từ đấy thì dễ, từ đấy thì khó rồi. Để người sướng nhỉ? Ai? Lấy chữ đã dặn. Đúng không? Học môn tin sai thì chính khó. Học gì tại biết.
Hôm nay tự chọn gì đấy Tuấn? Chọn B. Ông giữ lại tất cả những cái file đấy nhá. Chắc chưa chắc mở lại lớp đâu. Tôi thề. Môn gì? Tại sao lại không ấy? Môn đấy hàng độc. Độc gì trong bốn lớp? Cái thời như mình đã được học ở phòng máy cao cấp nhỉ? Giờ đi, bây giờ đi học qua ngõ một cấp thầy chúng nó tan ngồi được ngồi học đấy, miễn sớm lại cứ lên cái file đầu tiên rồi. Ta rồi, ta biết tên rồi. Hay chưa? Đó, hay chưa? Kinh em có cái bấm nhầm index thì phải. Đùa nhau à? Không, nó là chuyên đủ xếp vào app này này. Đấy, nó bảo mảng gì liên quan đến index, chỉ số thì gì ấy. Mày điên, mày để hai cái server, mấy cái server và server app nó đều cùng chung tên kìa. À đúng rồi, không gì. Thì nó bỏ là có nghĩa là chung tên thì phải đổi thành cái khác nghe. À, bây giờ tạm thời mấy cái này phải mò theo cái quyền đầu file sau, cho nên cứ để nguyên đấy, quyền tự tạo file đi trước luôn. Rồi làm chèn cái này đi. Rồi chèn cái này nhá. À gọi mấy cái linh tinh ra đã. F-form gì? FRM.SO1. Control button này. À cái control gì đây? Dialog này. Common dialog. Hôm trước Tuyến chó bảo mình là ra chỗ quán photo kia mua cái bài giảng của thầy Hà. Mẹ ra nó tìm mua rồi đúng không? Nó tìm hết máy tính nhà nó bảo không có. À không có. Nó tìm hết trong cái quần nó lưu ấy. Thì may. Quá may. May gì? Mua đi có phải mất công không? Nếu mà tôi mua rồi tôi sẽ bảo thầy là làm bài không biết. Đa số thắng thiểu số. Có thằng đéo nó đâu mà đa, thằng nào chẳng ghi được muốn là chưa biết. Đâu. Có mấy thằng hâm máy thôi. Hâm thì Tuấn thôi. Mày tin tao bỏ lửng cái này tao không gửi lại nó. Tới nay app tôi sẽ không trong được. Nó ghi luôn là trong bút nè. Vì còn lập thức thích nên tôi chỉ làm đến đây thôi. Đúng bận. Thấy cái điều. Tao làm điều không máy mày đâu bật như trả tác. Đi các bạn không nói tục nha. Đi các bạn không nói tục nha. Trời gầm hết là thì phát tài các bạn là các bạn là nổi tiếng rồi. Có nhìn thấy mặt đâu. Không, bây giờ chú thích giọng của cái anh thì cái thằng vừa nói tục cái là thằng Nguyễn Bá Trung rất. Đúng rồi, rất chạy bỏ công trình. Có gì? Thế học bài mai gọi lên bảng ấy, cười tôi cứt chị cười. Mai mình gọi anh bảng. Mai bằng không gọi bằng bé. Chú biết thì sao anh không bị gọi anh bảo không? Sao? Cái điểm danh của thầy ấy với lại cái không phải ở cái điểm danh với lại cái thầy gọi kiểm tra bài cũ ấy nó là một, hiểu không? Anh nghỉ 2 buổi rồi cộng một buổi ông ấy gọi lần trước, ông gọi một lần nhưng mà không đi học ấy, đi học muộn ấy là 3 lần dính rồi nên ông không gọi đâu. Ông đã gọi lần nào? Gọi thầy anh bảo đây. Gọi lần nào rồi? Gọi một lần nó mới muộn nhỉ? Nhưng cái quan là sao? Có ở trước của tao thì biết. Lần này thì không công ty. Tôi biết rồi nhưng mà chắc là điểm thấp đấy. Nhìn cái sổ cái gì đây, chèn cái gì đây mày? Thì ông vẫn đánh dấu mà. Để mình chưa nhận bản. Chọn cái này dưới đây. Của tôi nay học bài. Chiều nay học luôn, tối đâu. Bài chắc thấy hỏi phần cuối cuối thôi. Hỏi phần cái phần nhiều. Chỉ là cái phần 4-9 là chính. Học tủ đấy. Mày chết không à? Hôm trước phần này, hôm trước chung lên bảng cái phần đấy mình học thì không gọi. Cái bản đấy dễ, có mỗi được khoảng 12 dòng. À đâu, cái thằng hôm sau gửi. Phần đấy lên lớp học cũng được. Môn nhưng mà nói thật là trong cái chương này có mỗi cái phần thằng đấy lên là dễ. Mỗi phiên. Cái phần đấy dễ nhất là lên gì? Mày điên à? Cái phần hôm sau cái thằng không phải có gọi một thằng thôi. Thành Sơn. Phần Tuấn lên Sơn dễ. Ừ,
Không biết. Phần đấy là phần dễ nhất thì đấy. Phần hôm tao học cũng khó học. Tức là cái hôm thằng Sơn nó lên cái phần đấy lên lớp ngồi một tí ạ thôi. Ừ, còn cái phần thằng Tấn lên cũng dễ. Hôm phần nói chung là cứ mỗi phần mình hôm mình không học là bây giờ môn văn chắc ấy, nó cũng có cái phần mà nhích dần y hệt cái phần kia. Wow, học văn chắc không phúc. Cũng có cái phần nhích dần giống cái phần công nghiệp thành phố kia. Có thể Vương phải sớm không? Ờ, thầy Vương bây giờ lên cả con sừng. Thế là lên rồi ạ? À? Lên rồi. Rồi. Thay đổi hết thì nha. Đừng nói mà thầy Dương đừng nói mà. Ờ, confession suốt này nổi tiếng. Mẹ cố một cái thằng Vương, thầy Vương sớm nhất thì trả học thầy nào sớm thầy Vương. Đúng rồi, trả thầy nhà sớm thầy Dương, nhưng mà Vương điểm kiểm tra thì hơi không sự nào. Học trả phải học điểm kém. Nào thì mẹ toàn xê với đây. Long chẳng. Rồi Long xem. Bọn tao học rồi, thầy tao không biết. Cái Vương được nói điểm cao mà trẻ học hành giáo vẫn xê đi lên được vẽ được cả. Thế không ạ, mình không học. Thằng nào mình chép được bài là vẫn đê. Không dám học đâu, thầy đau lưng. Thầy Vương lại nghe. Lại thầy Hùng có thể xem bóng đá, lại đau lưng. Thầy trong đó là thầy học hỏi bài nào chậm thế thôi à, chiến thắng rồi đấy. Bài thi sau vụ này có thằng nó cắt cái đoạn ghi âm của anh mình cho cái video này cho bot lên competition này. Cắt tiếng. Cắt mà tiếng cơ ơi. Đã chưa cắt tiếng ra thôi, chú biết vào một tấm ảnh thầy Vương chẳng hạn, mày không? Chắc nếu mà kéo cái đoạn này chắc chắn chú cũng sẽ bot lên đấy. Tối nay đứa nào mà xem clip đang buồn cười. Chắc cả một cuộc nói chuyện. Lần đầu tiên là lần đầu tiên làm bài phải có tiếng. Lần trước là toàn nói có nhạc. Có nhạc. Không, thỉnh thoảng có nhạc thôi. Mọi khi tao còn tắt nhạc. Vậy phải để mấy nhạc lên vị ý. Căn bản hôm nay máy này là máy của bằng anh em phá tẹt. Thích bật trí quăng lê rồi. Tối nay mình cắt tiếng video đồng tiếng nhạc này vào. Đúng. Ừ, picturebook. Bây giờ là tìm cái ảnh nóng đưa vào cho màu. Mày có ảnh nóng không? Chắc cái này chỉ có ảnh mặc định của mày. Mày làm cái hình nền Windows vào cho nó máu. Đấy, bây trời hay tìm. Lấy cái ảnh mấy học bikini ở The Secret ấy. Đấy, library Victoria là... đấy. Bây trời. Chả có khi gì. Phần đầu lát đâu nhỉ? Bạn có hình gì thì nó... Thôi không có cái gì đâu. Đang ảnh nóng không có cái gì cả. Giấu đâu thì tôi ra chỉ... Đấy công bằng đấy công bằng rồi. Đào loát đâu nhỉ? Điền ở đây là mục C. Đổi rốt. Ảnh nó để phần đào loát. Tôi không để cái gì ở đây. Có cái gì cả. Tôi không có gì trong đây cả. Đây, cần để phim trong máy thôi. Tôi chỉ có điện thoại mới có ảnh nóng thôi. À, yêu cam đây. À đây rồi. Đây rồi. Khổ lắm. Tình. Thôi. Thế nhé. Đi ra là không phải. Ông này lên lên đi. Đây cái địa chỉ đi. Chắc ổ đây. Cầm ổ e. Ổ nào? Hình như là đéo tải về. Tôi vừa xóa ở ngoài đấy rồi. Thùng rác rồi, ông lấy lại thùng rác. Vào thùng rác được mà. À. Trong này không thùng rác. Không thùng rác. Đưa ngoài đét tốt luôn. Đây này, bà chú mẹ thổi phim. Lấy lấy ảnh này, có mỗi ảnh này đâu. Để coi chỗ nào đây? Photoshop rồi. À, ngày đét tốt luôn. Toàn phim nha. Bạn đã phỏng ô. Ô. Vãi cả ô. Đấy, chứ cái đầu tiên đây, cái chữ cùng đây. Kéo gì thế? Thôi, tại ảnh to quá. À, bây giờ làm tiếp đến đoạn nào nhỉ? Về kéo ấp. Ông thằng Vương. Ông yên tâm, tiện tôi cắt clip này về với bên tôi.
cái clip đấy là hình vẫn còn mà hình đầu anh em tối nay vào thôi bây giờ copy đại cốt vào đi, có gì thiếu thì tính sau. Thì bảo là xong à, cũng phải cơ bản thế là xong rồi à, sửa vừa mày tôi ra phát trong mày có sẵn cái ấy không? Có sẵn phần menu rồi. Không, có làm sao được, làm theo thôi. Đọc phát nhá. Đọc kia đi. Bài toán cơ bản. Ừ. BTCB. Tọa độ điểm chi tiết. Rồi. Menu BT cục. BT cục. Rồi. Bài toán trắc nghiệm thuận nghịch. Menu BT thuận. Thuận không biết hóa. Hóa thường vấn đề đấy. Lập giả phương trên chuẩn. Đi sầu tới đâu rồi? Màn hình em thấy không? Chẳng nhìn đâu. Menu ma trận. Đâu rồi? Không, không cần biết đề à? Mình có à? Xóa rồi, quét tiếp, lắm thôi. Còn biết đề à? Tiếp tục. Tọa độ, chi tiết, dạng tẹp. Dạng tẹp làm gì nữa? Làm cái kiểu gì mà ra hết cái công việc? Menu tọa độ. Sử dụng hết chữ tên rồi à? Có tên khóa. Rồi tiếp. Bình sai. Bình sai. Trong bình sai có bình sai lưới độ cao. Đợi tí đang bận. Không. Tí nữa. Bình sai lưới độ cao. Menu BF viên hoa. Đề cao. Đề cao. Thầy đặt mấy cái tên mềm núi rất dị nhỉ. Menu BS viên hoa. Mặt mở bằng. Đúng mặt bằng như này lâu thế. Tiếp. Bản đồ địa hình. Thế đoạn này bỏ. Đi nhanh. Đồ họa. Cóp cho tao kể anh không? Tí nữa. Có cái gì? Bài mình sai về mình làm đã làm xong lâu tí ơn tới chưa người ta gửi đồ họa có két 14 với cả két 2000 chúng ta về chơi nhau về xong két 14 à gì vậy ông đang đâu đây đi nói chuyện sang nha tình hình nó phải chiều mai ông có rỗi ông chiều mai tầm bốn anh em tầm 4 giờ anh em mình làm được không a két tới chiều mai nhá bây giờ tôi vẫn đang học. Thế chiều mai đi nhá. Menu market 2000. Có thằng nào nói chuyện nó chọn mõ người biết. Được, nhưng sợ nó muộn quá. Ở đây. Rồi ok rồi nhá. Có biết ông đang phá game không? 2000. Ông nói điện thoại ông đang phá game cái cuộc quay lại như thế này không? Thứ 2/7 nữa này. Anh chơi. Tương tự nhé. Ôi chung về chung. Nhảy bằng cái này. Chờ bắt đầu làm kinh lấy. Đi. Dẫn nhau vào nhà nghỉ thì dắt đi nhanh lên. Để cứ tiếp tiền. Đấy, lại dắt nhau vào nhà nghỉ đi cẩn thận nha. Không mất đồ ấy. Mai vò. Không có vò chuối gặp toàn não chó. Sao anh cứ đánh mãi nên được mình đúng gì vậy? Micro session. Dẫn tên ở trên. Super cũng thế.
Hoa ăn chín là ngày gì nghĩ nhở mày? Sức đẹp. Sức phải đấy kìa. Mở nuôi đấy kìa. Chắc cái đoạn giới thiệu bỏ qua đi. Hép. Thôi ba hép. Thôi bỏ qua. Ủa thế xong rồi đấy. Đây là con bị cốt vào. Mà mày có biết pha bàn phím này là tính không? Nhấp 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 kiểu gì ấy. Thế mày gõ ấy. Gõ bậy đi. Đấy. Mồ hôi nó ra rồi. Mày ngoài mồ hôi ra còn gì không? Cái gì? Tao có đánh máy đâu mày. Bao giờ sao? Đánh lắm khoảng một buổi ấy mà. Có thôi gì? Xin vã. Đi đi. Xoáy đi. Con thằng nào xoáy đi. Chạy thử phát. Cái vấn đề này là có vấn đề. Bấm linh tính khá là khó lưỡng ngay này. Cái đoạn này là phải sửa. Thầy đúng một quy định cốt thì thầy chèn được cái chữ tiếng Việt vào. Mình không có, mình cuộc thang không giấu. Cái gì đấy? Tóng phai. Tóng phai à? Nguyên sĩ như này mà cho mình bài xịt khe thật. Đương nhiên nói hàng chuẩn với khác chứ. Thì đây, dịch cái đoạn này gì đây? Đây là không còn bồ nhí. Tao phải tra lại cái của tao nữa. Nhìn mà xem, như là không còn bồ nhí cái gì đấy cả. Không đủ bộ nhớ để nạp vai. Bộ nhớ chứ phải bồi nhí ạ. Gần giống nhau mà. Không. Bộ nhớ để nạp vai. Vai biết gì nhỉ? Bình thường. Kích thích. Chạy xong bấm loạn lên xem cái gì đúng cái gì sai. Một cái vấn đề nữa là chữ F-form hay chữ F-form. Bây giờ S đã, quên mất, từ nãy em từ. Chữ F-form mới không mở. Băng ơi! Băng! Cái này nó lưu ở trong ấy mà. Cái phần ghi là thầy Hòa ấy. Mày thế à? Bài tập thầy Hòa. Đâu? Bài tập thầy Hòa. Bài tập thầy Hòa. Đấy. Nhưng mà nó là tên đúng không? Em là ngoài đúng đấy. Đúng theo chuẩn không? Không tin thì cứ vào cứ mở file xong cứ add form vào đi xong rồi mình chửa check vào form xong nó xem tên form vào được. Mình add đi. Thôi lấy lại mấy bài thôi rồi. Không lấy hết mày. Làm người làm show hết chứ. Các bạn ai như mày? Thế mình ngủ vợ mày ngủ giữa chừng mày thôi à? Cứ ghi mày là vì thời gian được phép. Bởi vì bây giờ là 1 giờ rồi, 1 giờ đêm rồi. Cho nên mình sẽ đi ngủ. Ghiêm thì mình bỏ cái đoạn ghiêm đi. Ghiêm không bỏ được mày ạ. Đoạn này là đặc quá đặc biệt rồi. Để vào chỉ nghe. Má hai kia đâu ấy, gửi nhau vào nhà nghỉ thật à? Là người bên cạnh nhé. Là người thông nhau. Cái chỉnh ngồi mấy chiếc ô đi, xong đó là... Nhưng lại từ tối á. Thế rồi. Rồi, ép module vào đi. À đúng rồi, còn module nữa. Module thì không chạy được bài kia đâu.
Quân luôn ở bài 6 đủ nhất. 5. Bài 6 không, không có chạy bộ đôi ghen. Ép cả rồi chứ. Nó chỉ cho em một thôi. Mà nó ấy e gì nhỉ? Tình dạng phía sâu rồi. Tình dạng rồi. Đấy, ăn ngay. Nó không được. Đâu. Nhưng là phao cái to tay nhỉ. Nhìn nó bự quá. Không chỉ gạch à? Tội chi tiết. Ô, lỗi rồi. Vẫn chưa đúng này. Rồi. Bài nào đấy? Bài 7 đúng không? Bài nào? Đấy, chú ơi. Đi. Chú cũng to đấy. Bài nào là bài mấy đấy Tuấn? 7 ạ. Đây là bài 8. Không, cái bài đang sai đây mà. Alo. Phong ơi. Thầy có. Tao bảo mày rồi, thầy tao bảo mày là bị đi phẫu thuật chân, chân bị hỏng chân. Không đi là học được. Ờ, thầy bỗng dưng ở hướng hiểm danh. Chưa còn phải không? Chưa còn một hướng dẫn nữa, thầy quyết định xem làm gì nữa. Thi mà, kiểu thi mà. Ờ. Tao thật tao đùa mày à? Hả? Vâng lắm mày, nói chung hôm nay kiểm tra ông tắt máy đi cho chúng tôi làm việc cái. Ờ, đang có vụ. Tôi nhá. Hồi lần nha. Thế nhá, có gì tao nói chuyện sau. Không mà, mà sao gì nhỉ? Mà mượn đấy nặng chưa? Chưa, khổ nhỉ. Thế mai cho được không? Ờ, thế thôi, cố gắng mai không học được. Mà mai thầy điểm danh đấy, cẩn thận. Nha, thế thôi nha. Tuấn này phải lọc âm rồi. Cái video này không thể chấp nhận được. Đây là video bá đạo nhất. Rồi làm tiếp. À, toàn độ chi tiết. Mà cái bài gọi gì nhỉ? Toàn độ điểm chi tiết này. À, bài này của Phan Văn Vương. Chúng mày đặt như thế này. Bài chú đấy. Ô, người ta đặt tên mình mới đừng sửa. Cái bài này là copy gì của chú em cũng đọc đây. Người ta phải xấu xa thì đầy hại đây có. Nói gì trên đây thì chúng nó biết hết. Đặt tên phải đúng chuẩn chứ. Bây giờ ngồi mò. Đấy, cũng sai luôn đấy. Chỉnh hết, bây giờ có vào cái này rồi, có cái này, có cái này, có cái này. Mà không hiện lỗi ra đời được. Chắc chắn nó bị ấy hết mà, thật mình ép đơn vi này ép lòng mà bài đó thật mình ví dụng hết rồi sao. Buồn lắm, làm cái video mẫu mà lại làm trên máy của cái thằng này là... Thôi không có gì cả, anh em cố gắng sau. Đấy, thằng Sida bằng. Thằng Sida bằng cóp bài của thằng Sida Vương. Thằng Sida lây chuyện nào. Thằng Sida Vương nó lây ra. Mình đủ bài toán thuận. Giờ về gửi cho thầy cũng được. Cái gì tối hôm qua kia gửi thấy mấy thằng nó bảo người thế. Tưởng có chú gửi hết rồi. Cái này là Vương Mai kiểm tra là cái gì? Mai nó mới nộp ấy mà. Mai nó mới đưa danh sách cho thầy mà. Tao đưa một lần rồi mà. Không phải cái lần đấy tôi không gì có. Không phải thầy đã thầy kiểm tra được. Thầy có khi thì còn trả bài. Thầy cái này đúng chuẩn rồi. Chỉ một người mình làm xong phải làm bài này đâu? Bài này chỉnh cho bác. Chạy được. Mấy bài đầu đúng không?
ma trận này. Tự tin 13 trả bài nào chạy 4. Chạy thử bài này không chạy được không? Hôm nay bài này chạy mà, tôi chạy rồi. Chạy thử đi nhớ rồi, không chạy được. Sao ra 2 dòng. Cứng nhỉ. Như là bạn đi xem trong bài của mày, à, bài này thì... Em vừa đúng tọa độ. Chị em không ạ? Tôi có cóp đâu. Chạy buồn lắm. Thế gọi rồi. Gọi rồi. Gọi rồi. Những cái bài tự làm nó khác. Có phải xin đọc vườn nó khổ quá. Có 3 bài của xin đọc vườn ở trên đó 3. À, cái bài số 7 bài tí nhỉ? Bài số 7 tôi không nhớ tên. Nhưng mà như bài số 7 tôi bị sai. Bài số 7 khác của mày mà. Số 7 là số hóa bắt đầu. Không phải. Số hóa bắt đầu là... thầy tôi cái ảnh cùng cái bài này tôi thấy nó là ngắn lắm, tôi sợ bị u nó bị nhồi có mẹ bảy bảy rồi vẫn quay này. Bây giờ cái do là không có phần xuất file đấy game cho nên là lấy lại cái phần xuất file đấy game đi. Xuất đấy game đây là một hình như cái phần đúng không? Còn mày có phòng đấy game không không có thì bọn thôi ta mình không phải làm cái đấy mà bài đấy. Ừ, thế thì thay bằng cái phần bài bảy này vào này. Cái file DGS thì bây giờ copy sang giờ được đổi tên số bản đồ thế thôi. Chấm sâu ở sâu một cuốn hiện toàn kiểu cái pb.net kia nó số hóa ảnh đồ. Cái bước Tuấn nó vừa đặt tờ ấy. Hả Tuấn? Cái bước vừa làm là tới đây này. Đúng là tối xin lại xem lại được. Sao chim hết à? Vương đời sợ chim bằng anh em ạ. Ngày xưa anh em đi tắm nhìn chim nhau suốt. Chuẩn bị lại nhìn chim nhau rồi. Mày có vấn đề nữa thế. Sai. Sai. À, FM chắc địa. Đăng ký được em tháo rồi nhé. Tháo bao giờ chưa? Này... Thấy, anh thấy bảo người ta đi ấy đâu người ta tháo ra người ta quét rồi. Đây tháo vào trước người gầy mong mẹ này nó lại được trả sao rồi. Bao nhiêu tiền một lần quét rồi? 50.000. Nó quét bụi trong máy. Cái này là cốt lần trước nó thiếu hay là vì như nào? Hay là lần này làm phải cho nó vào? Sửa theo bài của tôi. Sửa theo bài của tôi.
hỏi có làm thêm cái gì không, mình bảo là có à. Thế hỏi làm thêm cái gì mình chỉ vào cái nào? Chỉ vào ăn gì? Hay là cứ làm thêm cái suất đế với kiểu này. Thôi mày thích làm thêm này. Tuấn vẫn làm thêm cái suất đế ra lắm. Tuấn không làm thêm cái gì. Có cái rick chấm cũng không to ra nhỉ. Thế này. Mé tí ra này. Đấy. Thế thì quái nào nhỉ? Kệ nó. Chạy chạy được rồi nhưng mà tại sao cái này không to ra được? Đấy là một vấn đề. Quần phải vào đây hết được hết đây này. Số liệu ở bên kia, ở chỗ dữ liệu, ở bên ổ đề. Về học cứ bài độ cho kiểu đó. Về học phần độ cho về cái bảng phân tích chìm nổi cái gì đây, cái bảng phân tích độ hạt đây cậu cô chủ khoa trưởng khoa lại luôn kia nào. Chiều nay kiểm tra thấy cho cả 4 câu hỏi rồi nhưng mà hôm thi thì mà 2 câu lý thuyết 1 câu bài tập thôi. Hôm bác thi 2 câu bài tập 1 câu lý thuyết rồi. Năm nay môn này còn khảo thí từ năm ngoái ấy mà. Khảo thí từ năm ngoái rồi. Ờ, năm ngoái khảo thí mà. Tóm lại là thầy bảo rồi, thầy bảo là 2 câu lý thuyết 1 câu bài tập. Câu bài tập là câu diễn điểm nhất thôi. 2 bài của mày là 1 bài quặng 1 bài than đúng không? Cho độ hạt đấy, bảng phân tích độ hạt. À, độ hạt à? Độ hạt mày vẽ cái đường. Thế thì giống kiểm tra. Đường đặc tính độ hạt ta. À. Tạm tính từ đường. Xong là nhìn vào đúng không? Nhìn vào sơ đồ thì nhận xét thì. Ờ, xem là cái độ hạt nào chiếm nhiều hơn đấy. Rồi, cong lên hay cong xuống này. Cái bài tính độ cho. Rồi một bài như học về thuốc là chủ yếu. Học về thuốc, loại thuốc ở đấy. Đây, thuốc này, thuốc ta đang học bài thuốc này, chiều nay kiểm tra cả bài thuốc. Nói chung là cái đấy cũng dễ đọc mà. Người ta học có thằng làm hết đề cương rồi khoảng đùa kéo con ăn này thì nó xuống mà kéo thì phun thì nó lại không xuống. Thế buồn cười không? Cái đó bằng xì ra bên này để cũng được chắc là do cái ảnh này kéo con ăn thì cái thanh này nó ăn theo nha, đến lúc mà để phun thì nó lại không phun nữa đách xuống thì thế mình như cần thì phun nhìn cho cái ảnh bằng xì ra vào như thế đời ảnh được rồi phun. Bây giờ mới giống mà không phun được. Bây giờ mới giống cái này. Mày nhìn kỹ. Cái này mình tự chỉnh nó không giống bài của tao. Bốn cái spy ấy tao
em đi xe đạp à? Thế xong thế để nó về đi mất. Thôi nó đi xe đạp mất ở lại em đi chờ nó về. Đi 30 phút đợi cái copy code của mày sao. Thầy có bắt mình làm này tập chưa? Chưa bắt được. Chưa mình thi ấy. Làm trước đi. Bài này thi cuối cùng. Học đề bài chính trị là sướng. Học xong biết điểm, xem là khi biết điểm của mình luôn là ABC đúng không? Phải làm nhằm. Đúng rồi, thì học hẳn là được gì. Mà chắc cả môn này thằng Long không bao giờ được B, mà cũng không bao giờ được A. Yeah. Cùng lắm thằng Long được B cộng là cao nhất. What the fuck? Đùa. Tuần này tôi hỏi tí, nếu ông sửa hết code như này thì đến lúc anh em nó làm bài chúng nó thì nó phải sửa hết như nào? Tùy hứng các bạn thôi, mình không quan tâm. Cái đoạn này chắc là sửa. Nhưng mà cái code này là tôi cũng làm theo kiểu ông hướng dẫn tại sao ông phải sửa hết. Chắc là cho lúc có vấn đề ông được không? Mẹ của ông bây giờ cần gì phải sửa nữa. Tuấn nó làm cái này coi như là xong rồi đấy. Ngồi dò hết mấy cái chỗ FRM này, ngồi đổi lại theo cái trùng giống. Bởi vì là trong lúc mình gõ ấy, nó có vấn đề về chính tả hay gì gì đấy, nó rối loạn. Nhưng mà tôi có gõ gì đâu, tôi còn có copy paste rối loạn gì. Tôi gõ, ông gõ đâu. Tôi bán đây không có được à? Không bán được đâu, tại vì tôi bị hỏng cái đấy rồi. Tôi cũng cả của tôi không có bán được đâu. Quá hiểu gì? Bán cái gì? Em mấy đấy? À, nó hiện biểu tượng trên đồ ấy. Em mấy? Nó tùy từng mảnh. Đây là mà mày này F9 à? Đúng không? Đúng rồi. Rồi full rồi đấy. Không nhìn thấy mắt mà ngơ rồi. Bấm new mất mặt nó luôn. Tí nữa về nhà ông lấy cái ảnh của ông thay vào ông nhé. Cho mà nó full luôn. Tôi còn cáo cho em K57. Anh đây là anh bằng nghiệp giai nhất lớp. Nghiệp giai nhất lớp chứ à. New mất đấy, hiểu không? À, còn cái thanh Colgate 3 này kệ nó đi mày. Từ từ nhìn cho đẹp phát mày. Ai đời như mày không? Colgate 3 chấm tweet nữa. Weed này bằng Scarweed đi nè. Đấy để full nha. New rồi. Đấy mất rồi nha, nó liền rồi. Không phải xoắn nữa. Okay. Bây giờ tìm tất cả cái chỗ nào có thử chất địa. Final view nhỉ, final nhỉ. Đối với chỗ nào như anh đấy học được chiều được trà cỡ mồ. Không có à? Chỗ tìm pin. Nhà nó đi để làm sao mất. Thế làm hết của chọn B rồi. Không, vẫn còn. Làm của C
trí con từ A. B hoặc gì? Không biết. Xe máy. Đây có bao nhiêu điểm từ B? Chả biết luôn. Chữ B của Thanh Hòa là từ chỗ B à? Môn này này. Ở các trường B. A tí nào. Tín ngoài A rồi. Vãi cả. À. Cô Thủy. Chắc là hết rồi đấy. Cô Thủy ngày xưa học năm kỳ trước là B. Rồi B. Mày thật chí. Hết rồi. Rồi. Tao 8.4 rồi này. Để đèn rồi cứ thử. Đấy, mười mấy em rồi. Em mới. Bây giờ về trước nhá. Ok, xong xuôi rồi. Kết thúc ở đây nhá. Xong hết rồi. Hết rồi. Cứ đi bye bye. Anh em nói theo sao để mình quản đi. Chiều up luôn đi mày.